tiếp tục về hàng những cái sản phẩm chuyên phục vụ cho các bác làm mini night show, tổ chức sự kiện tiệc cưới vừa và nhỏ với chi phí đầu tư hợp lý. Mức giá bên em đề xuất và bán ra với các bác không tưởng tượng được tại sao lại hợp lý và hợp lý quá thể đến thế. Xin giới thiệu lại với toàn thể các bác một trong những cái sản phẩm được copy nhiều nhất nhì trên thị trường hiện tại, đó là cái mẫu vỏ thùng loa súp, mẫu tiêu chuẩn của thế giới là Miniscope, còn ở Việt Nam thì anh em hay gọi là mẫu VSD. Thì em cũng gọi theo anh em gọi thế nào thì mình gọi thế thôi, đúng không ạ? Gỗ ở trong cái thùng này là hoàn toàn là gỗ ván ép loại chống nước, và thùng thì làm theo form tiêu chuẩn. Chiều ngang là 60 cm, chiều sâu là 75 cm, chiều cao là 90 cm. Khối lượng VAS tương đương trong tổng thể thùng này là đâu đó nó khoảng tầm 180 lít, và VAS ở trong cái khoang bát, độc cái khoang bát, tức là cắt cái đoạn này về đằng sau này, thì ở đâu đó nó khoảng tầm 120-130 lít. Đấy, 120-130 lít, bởi vì nó còn vướng một cái bánh gỗ kìa, VAS. Nhưng nếu mà để áp suất hơi tương đương của cái thùng này thì nó sẽ ngang ngửa một cái thùng nó kích cỡ lớn hơn các bác nhá. Và nếu như các bác còn nhớ đến một cái video đặc biệt của em đã từng quay và test một cặp súp mà nhiều anh em đã gọi là cho là khen cũng như là ném đá rất nhiều, đó là SC118XN, tức là biến thể của Miniscope. Miniscope ấy là SC Scope. Con đó thì nó cao là 1m12, sâu 75, và mặt ngang của nó hình như là có vào chưa đến 60, năm mấy thôi. Đó. Nhưng nó đánh tiếng cái loại này không thể đua được. Nó ra được cái nhịp tần số mà nó còn êm hơn này, cùng sử dụng chung một cái mát. Hiện tại hôm nay em giới thiệu các bác là cái mẫu Miniscope mẫu tiêu chuẩn. Đấy các bác nhá. Và cái thùng này thì đề xuất nắp các bác nắp là 18 TNX 4000, 18 TNW 3000, đều có thể sử dụng chung trên cái thùng này. Và ngoài ra các bác có thể lựa chọn với những cái củ loa bát hàng cao cấp nhập khẩu chính hãng, hoặc là hàng xịn của các hãng mà các thương hiệu lớn có ghi VAS tương đương, VAS tuân thủ là đâu đó khoảng tầm 200 lít đổ về thì nó khá hợp. 200 lít đổ về, nhưng từ 160 lít đến 200 lít thì là hợp nhất. Còn nếu như nắp cái loại từ 200 đến 220 lít hoặc là 230 lít vào đây thì nó cũng ra được, nhưng mà tùy từng loại bát, có thể ra được hơn hoặc là có thể ra được nhưng lại kém. Hôm nay em giới thiệu các bác đi theo combo chuyên trị với cấu thùng này. Đó là 18 TNX 4000, đang hiện diện trước mặt các bác đây, là từ 28-025. Và VAS tuân thủ của con này, VAS tuân thủ nhá, thì nó là vào 220 lít. Nhưng thường thì em sẽ ghép cái bát này với một số cái mẫu thùng súp đơn cấu hình to thì nó sẽ ra được cái chất của nó. Và cái bát này nó vào cái thùng này nó đánh sẽ ra được cái nhịp tần số mà nhiều các bác mong muốn, đó là tại trừ 3 dB, so với khoảng giữa, tức là trừ 6 dB so với đỉnh, thì nó làm được là 38 Hz. Còn trừ 9 dB thì đạt được khoảng tầm 31 Hz. Đó các bác nhé. Và các bác tùy vào cái góc cắt để phù hợp với nó súp. Còn nhiều các bác hỏi là sẽ cấu hình này, ví dụ bên em mà đồng bộ hết lên full option đồ bên em thì nó sẽ đi cùng với những cái cấu hình như thế nào. Thì là một cặp Miniscope 18 này sẽ đi cùng với một cặp T24, hoặc là các bác sẽ đi cùng với một cặp A15. Đó là cái cấu hình do bên em đề xuất, lực đánh cũng như là cái áp suất âm thanh, cái cường độ sóng âm, độ phóng xa, độ phủ âm thì nó gọi là gần như tương đương. Còn nếu như để đúng thì một cặp T24 sẽ đi cùng một cặp súp này, nhưng một cặp A15 thì các bác phải đi cùng với hai cặp này. Đấy, hai cặp này thì nó mới chơi được, bởi vì A15 thì nó ra được cái tần số êm và sâu rồi. Nếu như này còn để A15 nó chơi mà khai thác hết được A15 thì phải hai cặp này nó mới trị được. Đấy là theo ý kiến bên em đề xuất, còn với các bác đi làm thì thế nào cũng được. Còn bên em thì làm theo kiểu là test rất là kỹ và tiêu chuẩn rất là cao, nhưng các bác không dùng đến tiêu chuẩn của em đâu. Thì tiện đây thì em sẽ cắt đai của cái con bát 18 TNX 4000.
các bác cùng xem nhé các bác nhé. Con này là từ 28 con 125. Gân vải là hai gân. Màng chống nước. Rất là chuyên nghiệp đầy đủ. Em sẽ quay ra cho các bác xem nhé. Và đây là cái củ bát sau khi em đã bóc ra các bác nhé. Từ 28 con 125. Đằng sau nó sẽ sử dụng là 2, 4, 6, 8 cái lỗ để thoát nhiệt nhanh cho cái cuộn dây vòi côn. Và nó sẽ có một cái lỗ hơi khá là to nữa ở giữa đây, nhưng được chắn bằng cái lớp vải, cái lớp lưới bằng kim loại này để làm mát cấp tốc cho cái cuộn dây vòi côn. Tức là cái luồng hơi của gió khi cái màng loa nó dao động giữa hơi này và ở đây thì tốc độ gió ra như nhau. Và cái cường độ gió thì lỗ to thì nó sẽ ra nhiều gió hơn là lỗ bé các bác nhé. Nó sử dụng là 2, 4, 6 cái khung xương để giữ chắc cái cấu hình của loa này. Còn các bác hỏi là cái cấu hình của loa này được làm theo cái khuôn và cái mã của thương hiệu nào, thì con này là làm theo mã của hãng là Precision đến từ Anh Quốc. Và theo một số thông tin tài liệu em tham khảo thì củ bát này làm theo cái mã của một số dòng cao cấp. Và công suất của nó thì đâu đó là khoảng tầm 1.500, nhưng mình cứ tính suy hao và trừ dần đi thì cứ gọi con này là 1.200 đi. Bởi vì khi nếu mà nói con này 1.500 khởi chạy thì chương trình của nó là 3.000. Các bác tham đánh to mà đánh nặng và đánh công suất lớn, đẩy yếu hoặc là đẩy mà không đủ mà các bác cố chơi thì em cũng khuyên thật là đừng cố mà chơi con này. Để mà đánh được cái bát này thì công suất đầu ra trên tải 8 ohm ít nhất là 1.500W và tối đa là khoảng 2.000 đến 2.200W trên 8 ohm. Đấy là có thể chơi rất là căng với những con bát xúc này. Đấy là em khuyên dùng nhé. Còn các bác mà chơi con đẩy vào 3.000W trên 8 ohm thì nó đánh rất là căng. Nhưng cái dây loa nó có chịu được không? Và dây cái dây loa là quan trọng nhất. Cái dây loa nó mà không chịu được thì nó rất là nóng dây. Và công suất khi đánh công suất lớn thì nó sẽ dồn hết và tải hết vào dây loa. Còn lại cái phần củ loa thì nó chỉ là cái nhiệm vụ tái tạo âm thanh thôi. Đây là cái phần màng loa rất là nặng. Bát 18 inch. Con này tần số cộng hưởng của nó thì nó không được êm. Tức là mình vỗ màng nó không êm như các loại khác. Con này thì màng nó rất là cứng, nặng nha. Cứng, nặng, ấn phải dùng lực. Nó không dễ đánh như con 18 tên VK3000 đâu. Con này thì nó ăn dòng lớn lắm. Nếu như để mà so một con bát 18 tên VK3000 và một con 18 tên X4000 thì con 18 tên VK3000 nó sẽ dễ đánh hơn, dễ khai thác hơn và công suất đầu ra nó sẽ là lớn hơn con này. Về công suất trụ tải nó cũng lớn hơn. Nhưng để mà đánh lực thì nó không thể nào bằng cái loại này được. Đánh lực thì nó không thể nào bằng loại này được. Con này nó đánh sẽ ra được cái chất nó lực. Nhưng tùy từng cái cấu hình thùng loa nhé. Có một số mã thì em khuyên là không nên lắp cái củ bát này vào đâu. Nó đánh tiếng nó không được như mình mong muốn. Đấy các bác nhé. Một số dòng thùng loa thì không nên lắp cái củ này vào đâu. Còn hôm nay giới thiệu cho các bác thì sẽ giới thiệu cả củ bát và cái thùng loa để các bác tham khảo. Còn các bác cần cái món gì nữa thì cũng alo cho em. Hương Yên một ngày có mưa và chưa có gió. Em quay trong thời tiết có mưa trong chưa có gió này, mong các bác hết sức thông cảm. Và cũng quảng cáo luôn cho toàn thể các bác là cái màng loa chống nước, cái thùng loa chống nước quay bình thường. Còn như một số các cái hàng khác mà nó không chống nước thì em phải sơ tán ngay và tạm dừng video hôm khác quay, hoặc là quay tại không gian nó không có mưa. Đấy. Thùng đây nhá. Gỗ ván ép. Gỗ dán ván ép. Thùng được sơn sần hệ là sơn nước. Thùng này thì đúng theo tiêu chuẩn thì là em sẽ đề xuất thiết kế là một cái lỗ cọc ở trên nóc, nhưng mà do đặt ít và số lượng không đủ, với thứ hai nữa là bây giờ bên nhà sản xuất họ chưa muốn nhận đặt hàng riêng, nên là các cái mẫu như bên em đề xuất thiết kế hoặc là một số cái mẫu bên em đang bán đang có chỗ đứng trên thị trường họ vẫn chưa muốn làm đó. Còn những mẫu này mà em có làm mà đặt riêng, có một lỗ cọc trên nóc và một lỗ cọc ở cái điểm giữa thùng này nữa, để các bác đặt là form fill, seal fill, đặt nằm đặt đứng được đa năng, và nó sẽ có các cái hốc để chân
thay vì là mình để solo này để đặt chồng lên nhau hoặc đặt kết hợp lên nhau thì nó sẽ kết hợp được nhiều, không phải là một chiếc mà nó có thể kết hợp được 10 chiếc xếp hàng ngang, còn 3-4 chiếc xếp chồng lên nhau thì cũng có thể chơi được. Đó, đây là cái tiêu chuẩn do bên em đề ra. Trên đây giới thiệu toàn thể các bác là thùng loa củ bát với combo cấu hình như này, các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Với cái cấu hình hiện tại bên em đang bán đợt trước là 10.500.000 các bác nhé, còn bây giờ thì nó sẽ là 10.800.000 mà bao ship cho các bác. Bao ship thì tiền ship nó mất gần 2.000.000 rồi, cái tiền cước vận chuyển nếu mà gửi xe ở miền xa, còn ở gần thì em lại vui hơn rất là nhiều. Đó, màng chống nước không sợ trời cái đâu nhé, không sợ mưa đâu. Đó, không sợ mưa đâu. Khi cái màng này mà nó ngấm nước nhiều ấy thì cái viền này nó sẽ lên cái màu trắng sữa. Đấy là biểu hiện của cái việc nó bị là màng gân viền này nó bị dính nước. Đó, cái này một lúc nữa bắt đầu trắng lên. Trắng lên. Em không khuyên dùng là loa dội nước vào đâu nhé. Nó chỉ thể hiện cho là cái loa nó có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt thôi, chứ không ưu tiên. Đó, thai nhện nhé, đua spider. Mặt sau là cũng được tráng phủ cái lớp keo để chống chịu cho cái màng nó được tốt hơn và bảo vệ tốt hơn. Và cái màng này thì nó ra một cái áp lực hơi nó rất là mạnh. Thôi được rồi, nôm na nói là thế thôi. Còn test thử thì trong clip lần sau em sẽ cố gắng test thử với một số cấu hình có sẵn, hoặc là cố gắng dựng lên một số cấu hình có sẵn để test thử. Ưu tiên là sẽ test với dòng A15 này, nó sẽ là cái điểm ưu tiên. Không biết có kịp để làm không, nếu mà kịp thì cái cặp này mà kết hợp với A15 thì nó quá cũng kinh lắm. Nó chắc chắn là nó sẽ vượt mặt một số dòng loa khác. Nếu như A15 mà nó có cấu hình cao cấp thì nó sẽ quát và vượt mặt với T24 rất nhiều. Đấy là bên em vẫn tuyên bố và nói thẳng như vậy. Nó sẽ được cái tiếng trầm dày hơn, âm tiếng hơn. Định tuyến của họng kè nó sẽ được góc phủ rộng hơn là góc phủ của con T24. T24 thì nó chỉ được cái là phóng xa hơn cái A15 này chút xíu. Đấy, nói hôm nay nó là như thế, tiện đây em chia sẻ. Nhưng còn thời gian quay thì cũng khá là dài rồi, nó gần 20 phút rồi. Nên là các bác nào có xem tham khảo thì alo trực tiếp cho em nhé. Trên đây là video giới thiệu tổng hợp củ bát, thùng loa và thông số chi tiết cho các bác. Còn trong clip lần sau thì em sẽ test đo đạc đầy đủ lên để các bác cùng xem cái lực đánh của một chiếc súp này nó đánh ghê gớm như thế nào các bác nhé.